Còn đi lại với các tỉnh, người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô xét nghiệm Covid-19. Được biết, tình trạng ùn ứ này là do lượng người từ khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố đổ dồn về bệnh viện 175 gấp đôi so với bình thường, khiến đội ngũ tiếp nhận của bệnh viện không thể giải quyết kịp thời. Người dân đa phần là tài xế, công nhân, người lao động cần có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 để làm việc, di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có những cá nhân đi nước ngoài. Mình nhu cầu của mình là phải đi công tác để thường xuyên. Nên là khi mà mình đi công tác rồi thì các sở của các tỉnh ấy, họ cũng gửi văn bản về cho mình là phải đi test nhanh PCR và hoặc là test nhanh. Theo mình thì thế là tốt, nhưng mà mình thấy là hiện tại thì test thế này thì thực tế là cái rủi ro mà lây nhiễm khả năng nó lại còn cao hơn. Phải có một cái phương án nào khác để làm sao để cho hạn chế giảm được cái giá test cho những doanh nghiệp như mình đang còn có việc để mà tồn tại trong cái đại dịch này. Theo ghi nhận, lý do họ đổ dồn về bệnh viện này vì các bệnh viện khác trên địa bàn đều đã ngưng tiếp nhận test COVID-19 theo yêu cầu, chỉ xử lý test cho những trường hợp đến điều trị bệnh có triệu chứng bất thường. Dù phải tiếp nhận nhiều người so với bình thường, song việc kiểm tra, điều phối để phòng chống dịch bệnh trong bệnh viện vẫn đảm bảo được siết chặt. Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh thành khác, người dân được yêu cầu có giấy xác nhận âm tính để làm việc, đi lại liên tỉnh. Việc này cũng là bài toán cho nhiều bệnh viện khi vừa phải giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân, vừa đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh.